Chào mừng các bạn đã đến với thư viện tin học ha. Thì hôm nay thư viện tin học sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà kết nối ha, cái tivi với một cái máy tính để bàn như thế này. Thì các bạn có thể sử dụng cách này để áp dụng cho những cái PC đời cũ và đời mới đều có thể sử dụng được để có thể kết nối PC của mình với cái tivi đời mới như thế này. Và dễ dàng đối với tivi đời mới như thế này thì nó chỉ sử dụng cổng HDMI để kết nối thôi. À, thì để kết nối được thì đòi hỏi máy tính của các bạn phải có cổng HDMI. Nếu như PC của các bạn mà có cổng HDMI thì mọi chuyện khá đơn giản. À, thì các bạn chỉ cần cắm cái dây HDMI vào tivi. Ở đây thì mình đây là dây HDMI nè. Đó, thì cái đầu này một đầu mình đã cắm vào phía sau cái tivi rồi nha, cái cổng HDMI phía sau tivi. Thường thì phía sau tivi nó sẽ có khoảng 2, 3 hoặc là 4 cổng HDMI các bạn. Đây. Phía sau tivi của mình nó sẽ có tổng cộng là 3 cổng HDMI. Nha. Đó, ba cổng. Bây giờ mình đã gắn nó vào nè. Mình đã kết nối với một cổng nè. À, còn hai cổng ha. Đối với laptop đời mới thì đa số sẽ có cổng HDMI ha. Đối với tính để bàn cái này thì một số dòng sẽ không có cổng HDMI ha. À, ví dụ đây, tính mình thì nó không còn cổng HDMI, nó chỉ có cổng VGA thôi. Đây đây con VGA nè, màu xanh thế này. Đó. Còn nếu như các bạn máy tính của bạn có cặp màn hình rồi thì các bạn có thể xem dưới này. Thì nếu như có cổng HDMI thì các bạn chỉ cần cắm vào và cổng HDMI là xong. Nhưng mà cái cặp màn hình rời của mình, máy tính mình là chỉ có hai cổng thôi, một cổng là DVI và một cổng là VGA luôn. Đó. Vậy thì giờ mình sẽ không thể nào kết nối được qua cổng HDMI được ha. Mình bắt buộc chỉ có thể kết nối qua cổng VGA hoặc là cổng DVI. Thì trong trường hợp thế này thì các bạn có thể sử dụng thêm một cái thiết bị ha. Thì hiện nay nó có bán rất là nhiều cái thiết bị hỗ trợ các bạn có thể kết nối dành cho những cái máy tính mà không có cổng HDMI mà có thể kết nối được với TV hay là máy chiếu. Đơn cử như mình có cái thiết bị này. Cái thiết bị này là nó sẽ cho phép các bạn kết nối với TV, với máy chiếu một cái thời gian. Cái thiết bị này nó sẽ có, phía sau nó sẽ có nè, một cổng VGA nè, để kết nối với máy tính nè. Nguồn vào là nguồn vào ha, VGA in nè, input. Và một cổng HDMI output để xuất ra cái màn hình rồi. Xuất ra cái màn hình TV HDMI. Và đây thì nó sẽ có một cổng audio để có thể xuất âm thanh ha, từ máy tính ra TV luôn. Thì hiện nay có những cái thiết bị khác có khá là nhỏ gọn hơn để kết nối dành cho những cái máy tính mà không có cổng HDMI có thể kết nối được cách dễ dàng. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn sử dụng thiết bị này nha. Và sau đó mình sẽ hướng dẫn sử dụng cái thiết bị nhỏ gọn khác ha, thiết bị khác để kết nối với TV. Thì mình sẽ tiến hành kết nối thử nha. Kết nối thử cái thiết bị này. Kết nối giữa máy tính và TV nha. Rồi đầu tiên mình sẽ gắn cái dây VGA này vào cổng VGA của máy tính nha. Nếu máy tính của mình sử dụng cặp màn hình rời thì đó mình sẽ gắn vào cổng VGA phía dưới nha. Rồi cái đầu còn lại của dây VGA thì mình sẽ gắn vào cái thiết bị này nha, vào cổng VGA của thiết bị này. Các bạn lưu ý là phải gắn đúng chiều của dây VGA nha, thì nó mới gắn vào được nha. Đó, để cho nó chỉ tín hiệu từ PC sang cái thiết bị này. Rồi tiếp theo mình sẽ cấp nguồn cho nó nha. Đây cái nguồn này. Cái nguồn này mình sẽ gắn vào cái cổng nguồn DV5V nè. Đây. Đó. Và cái này mình sẽ ghim vô điện nha, ghim vô ổ điện. Tiếp theo mình sẽ kết nối thiết bị này vào cổng HDMI nha. Đây, sẽ sử dụng HDMI nè. Thì mình gắn vào cái cổng này ha. Đó. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở máy tính lên. Rồi. Nó còn máy tính lên ha. Lúc này máy tính nó sẽ chạy nha. Sẽ có đèn đỏ này. Đó, nó chạy. Các bạn ơi, khi mình gắn vào ổ điện thì cái này mình nó sáng lên. Nó sẽ có đèn sáng lên thế này là mình có nói được nha. Rồi mình xem nè. Đó, TV mình đã nhận được PC nè. Rồi. Đó là đã kết nối được ha, và cổng HDMI một cách dễ dàng. Đối với thiết bị này thì nó hỗ trợ có thể xuất ra được ha, độ phân giải là Full HD nha các bạn. Mặc dù TV của mình ha, hỗ trợ độ phân giải là 4K ha. Tuy nhiên thiết bị này chỉ có thể xuất ra được độ phân giải tối đa là Full HD thôi các bạn, lưu ý. Này, mình mở cốc cốc lên nè. Đó. À, đây. Ở đây thì đang sử dụng hoàn toàn thiết bị này ha, để có thể kết nối PC của mình với TV ha, thông qua cái thiết bị này. Đó, máy tính của mình luôn ha. Cái có nói với TV thông qua cổng HDMI. Rồi, sẽ mở thử bài hát thử cái này. Đó. Ha. Ở đây là lý do là mình chưa có gắn dây vào ha. Mình chưa có gắn dây audio vào ha. Do đó nó chưa có xuất được âm thanh lên TV nha. Đây, các bạn muốn nghe được âm thanh thì các bạn phải kết nối thêm một cái dây loa vào. Cái cổng này, cái dây này nè. Dây này nó có hai đầu 3.5 inch ha. Một đầu là gắn vô để gắn vô máy tính, một đầu là gắn vô cái thiết bị này. Đó. Nhưng mà cái dây này của mình nó bị hư rồi, nó bị đứt rồi. Nên thì cái đầu còn lại gắn vô trong cái cổng tai nghe của máy tính đó.
đây gắn cổng màu xanh này nè thì nó sẽ nghe được ha. Đây cổng màu xanh này đó, phải gắn một đầu còn lại vô cổng màu xanh này thì ta mới nghe được âm thanh xuất ra từ máy tính vào TV. Này thì mình chỉ thấy hình thôi, mình đã kết nối thành công cái máy tính với cái TV À, bằng cách sử dụng dùng cái thiết bị này. Ngoài ra thì các bạn còn có thể sử dụng thiết bị khác để kết nối không, để mà có thể kết xuất hình ảnh qua cái TV ha. của mình ha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái thiết bị khác ha để kết nối ha, máy tính của mình với TV cũng là thông qua cổng VGA luôn. Đây mình sẽ có một cái thiết bị khác nha. Thiết bị này cũng cho phép kết nối máy tính với TV thông qua cổng VGA nha, bằng cách chuyển cái cổng VGA thành cổng HDMI. Thì ở đây thiết bị này nó sẽ có một cái đầu để mà gắn vào để nghe âm thanh luôn, và nó sẽ cấp nguồn qua cổng USB của máy tính luôn. À, tiện lợi hơn cái thiết bị hồi nãy ha. Thì mình sẽ gắn đầu này sẽ gắn vào cổng VGA của máy tính nha. Cái máy tính này của mình thì cũng không có cổng HDMI luôn, mà nó chỉ có cổng VGA thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ gắn cổng USB vào để cấp nguồn cho nó. À, gắn cái dây USB của nó vào cái cổng USB của máy tính nha. Cái USB vào rồi, đây nó sẽ có cái đầu để gắn vào cổng HDMI vào cái đầu này ha. Đó, mình sẽ gắn dây HDMI vào cái đầu này, và cái đầu còn lại mình sẽ gắn vào trên TV đó. Thì lúc này TV nó sẽ nhận ha. Đây, cái TV nó sẽ lên hình ha, đã xuất được cái hình ra cái TV. Muốn nghe được cái âm thanh ha thì các bạn sẽ gắn vào cái dây này ha, cái jack cắm âm thanh này vào cái cổng màu xanh ha, để jack cái âm thanh trên máy tính của mình. Thì lúc này nó sẽ xuất ra được âm thanh từ máy tính ra TV luôn một cách dễ dàng ha. Cái thiết bị này nó cũng cho phép các bạn xuất ra được với độ phân giải tối đa Full HD nha. Nhưng mà thiết bị này so với thiết bị hồi nãy thì nó sẽ nhỏ gọn hơn. Mình sẽ để cái link mua hàng, mua thiết bị này dưới phần mô tả của video nha. Bạn nào có nhu cầu mua thì có thể đặt mua. Tiếp theo mình sẽ dẫn các bạn cách để mà kết nối máy tính với TV thông qua cổng DVI ha, DVI. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái dây VGA này ha, để mình sẽ kết nối với TV thông qua cổng DVI nha. Đây sẽ cũng cổng là DVI đây để có thể kết nối mà không cần phải sử dụng thiết bị truyền nữa, chỉ cần sử dụng cáp thôi, cáp DVI thôi đó, cáp DVI vẫn có thể kết nối được. Đây mình đang sử dụng cái cáp DVI này. Đây là cách chuyển đổi DVI sang HDMI. Ngoài ra nó còn có cái đầu chuyển DVI sang HDMI luôn, nó sẽ tiện lợi hơn so với cổng VGA nha các bạn. Cáp DVI này nó sẽ có hai đầu nữa các bạn, đầu là HDMI, đầu là DVI ha. Do đó mình không cần phải dùng đầu chuyển nữa mà chỉ cần sử dụng cáp chuyển này thôi. Mình sẽ gắn cái này vô. Hiện nay nó cũng còn bán, cũng có bán một số cái đầu chuyển từ DVI DVI này nè sang HDMI các bạn. Nếu như máy tính của bạn có cộng DVI thì các bạn có thể gắn vào để gắn theo cái chiều này nha. Rồi tiếp theo thì cái cổng còn lại đây HDMI đó, Sẽ gắn vào phía sau cái TV ha, tương tự như cái cọng dây HDMI hồi nãy ha. Rồi mình sẽ gắn vào phía sau TV. này nó sẽ kiểm tra nguồn nè, đó nó sẽ kết nối nha, đó nó sẽ báo là dò thành công đó. Thì lúc này nó đó sẽ kết nối vào được ha. Đây nó sẽ kết nối vào được hình ảnh vào trong cái TV rồi, một cách dễ dàng ha. Xem như mình đã xuất được hình ảnh ra TV thông qua cổng DVI ha. Ngoài ra thì các bạn còn có thể kết nối được cả hai màn hình cùng một lúc ha. Nếu như bạn có một cái màn hình khác được kết nối qua cổng VGA thì mình sẽ xuất được hai màn hình cùng một lúc ha với cái máy tính của mình. Rồi ok. Đây nó sử dụng chế độ màn hình rộng nha các bạn, cái đó là mình không thấy biểu tượng gì hết nha, mình sẽ chuyển sang chế độ màn hình bình thường. Cách mình sẽ sử dụng tọa phím là Windows và chữ B nha các bạn, Windows và chữ B nè, cái xuống dưới đây đó. Thì mình đang sử dụng chế độ một màn hình ha, cái đang sử dụng chế độ hai màn hình. Do lúc đầu mình đã kết nối với cổng VGA ha, giờ đó mình kết nối thêm cổng HDMI nữa thì nó tự sẽ hiểu là mình đã kết nối với hai màn hình ha. Đây cho vào trong delay setting mình sẽ thấy dưới này nó đang sử dụng độ phân giải là Full HD luôn nè ha, 1920 nhưng 1080 nè các bạn, Full HD ha. Đối với cổng DVI này ha thì nó có thể xuất ra được cả âm thanh luôn ha. À, và cách sử dụng cái cáp này thì HDMI sang DVI thì có thể xuất ra được cả âm thanh luôn. Thì mình sẽ mở YouTube lên xem thử nha. Em sẽ bấm đi thử nha. Đó, nó có nói được âm thanh luôn các bạn. À, coi được độ phân giải Full HD nè, coi được nghe được cái âm thanh luôn nha các bạn. Tuy nhiên cái cạc màn hình của các bạn ha phải hỗ trợ xuất ra được âm thanh qua cổng DVI thì mới xuất được nha các bạn. Đó. Rồi. Này, chuyện DVI thì nó có thể truyền được cả âm thanh luôn nè, hình ảnh là âm thanh luôn. Tuy nhiên một số cái máy tính ha có cổng DVI onboard
thì có thể nó sẽ không xuất ra được âm thanh nha, chỉ xuất ra được hình ảnh thôi. À, các bạn lưu ý. Rồi, ok, thì đó là hai cách để các bạn có thể kết nối cái PC này. PC đời cũ ha. Nếu PC đời mới thì các bạn chỉ cần kết nối vào cổng HDMI là xem như đã kết nối được với TV rồi. Giống như cái laptop, không có gì khó. Ở đây xin như mình đã hướng dẫn các bạn ha cách để mà kết nối máy tính ha với TV của mình ha. Để có thể xem phim hay là nghe nhạc trên cái TV của mình một cách dễ dàng. Đây mình xin kết thúc của tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nha. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh Đồ Kinh Học để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Đồ Kinh Học ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.